Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đạp mountain bike dòng địa hình đến từ thương hiệu Vestline, model Handrock. Thì rất nhiều các bác hỏi em về cái model của dòng xe Vestline, thì nay em về một chiếc dòng xe địa hình đây. Cũng lâu lắm rồi em mới về một chiếc dòng Vestline nhá. Mẫu địa hình Vestline này thì cũng khá là lâu rồi em mới lên video. Thì nay em về một chiếc đến từ thương hiệu Mỹ Vestline, với tông màu trắng, đen và đỏ, ba cái màu chủ đạo của xe rất sport. Đây là một thương hiệu khá tên tuổi trong làm xe thể thao, nhất là những dòng xe địa hình. Và bây giờ xin mời đánh giá của những chiếc xe. Vâng, trên màn hình đây là cái mẫu địa hình mountain bike Vestline model Handrock. Lần này em về một chiếc cái tông màu chủ đạo, tông màu trắng với những điểm chỉ đen và đỏ trên thân xe. Vestline là một trong những hãng thương hiệu đến từ Mỹ, cũng khá nổi tiếng rồi. Thì trong video gần đây thì đa số là em lên những dòng xe gian của thương hiệu gian TNC, thì lai bày một chiếc điện thoại điện thoại của điện hình. Đây là lớp sơn của xe, sơn zin cho xe, một vài vết sức nhỏ của nó nữa. Sức nhỏ thì trong quá trình sử dụng tại nước ngoài vì xe cũ nữa. Model của xe là model Handrock Sport. Có là ông thấy thích thương hiệu nổi tiếng thì đây là lựa chọn các bác nhé. Thương hiệu Mỹ Vestline. Xe làm từ hợp kim khung nhôm aluminum A1. Cổ phun kim đông nhôm chính hãng của Vestline. Nguyên bản theo xe, xe sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano. Đằng trước sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Techo. Bên phải em được sử dụng với bên tay bấm xả chính hãng của Shimano gần đĩa, và cụm phanh trao được sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực. Yên nhôm, yên nhé, yên thì hơi có cái sàn ở sòn ở dưới yên nữa bác nhá, yên nguyên bản của xe. Xe sử dụng với gạt đĩa Shimano Antut, đùi đĩa Suntour XCT, trang bị với ba thằng đĩa. Phụ đề sau là phụ đề Shimano Acera, trang bị với 8 thằng lip. Đằng trước trang bị với giảm sóc dầu, giảm sóc dầu chính hãng của Suntour XCT. Vành Meyer chính hãng nguyên bản theo xe. Đàn hợp kim nhôm 6061, mới in tài hoàn nó nhé. Đuôi lốp có sáng và bóng nhé. Lốp là lốp chính hãng của Vestline. Lốp nguyên bản theo xe, lốp zin luôn nhé. Vestline, lốp theo xe luôn. Kích thước lốp 26x2.0. Lốp gai to, phù hợp đi với mọi địa hình. Trên khung xe thì có chữ handmade made in Taiwan này, chính hãng của Vestline nhé. Xe trang bị với 8 tầng lip, phủ đề sau phủ đề Shimano Acera. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đúng vào khung xe. Vâng, chúng ta đúng vào khung xe là size 42. Chiều ngang khung là size 53. Thế là bắt đầu 1m6 đến 1m7 như vừa. Lít xích rất là mới luôn nhá, mới lít luôn. Nếu phải em trang bị 3 tầng đĩa, xuống đĩa.
lên nữa. Vâng, vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Castle Line đến từ thương hiệu Mỹ, model Anrock và xe nó tốt với nhau là 7.9 triệu, đang sức toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác làm tôi nhận qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp đến đăng ký nhau các kênh và gặp các bạn ngày mai.
thì đã gọi cho tôi ít nữa quanh cọc lốp Victory Bino, lốp siêu nhẹ cũng với tông màu xanh nhau, rất là hợp với bộ tông màu không xe. Vâng, các bạn đánh giá tổng thể xong chiếc xe gian cao cấp gian composite TCR Advent 1, xe trang bị với full group chính hãng của Shimano UTG Grand, Mayer vành cặp chính hãng của DT Swift Thụy Sĩ, yên chính hãng của Physics, và xe ra tốt bên nhầm là 26.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là có liên hệ qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký theo dõi kênh, còn hẹn gặp trên ngày mai.